Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong vụ đại án liên quan đến Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở thành phố Hồ Chí Minh, số lượng tài sản của các bị can, bị cáo và các tổ chức cá nhân liên quan được các cơ quan tố tụng phong tỏa, ngăn chặn, kê biên và thu giữ rất lớn. Việc này không nằm ngoài mục đích nhằm đảm bảo thu hồi triệt để tài sản đã bị Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt cho nhà nước và hoàn trả cho bị hại là người dân và doanh nghiệp. Ở giai đoạn 1 của vụ đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các cá nhân, doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các cơ quan tố tụng đã chứng minh rõ trong quá trình hoạt động, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thành lập xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia làm nhiều tầng lớp, trong đó tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm. Kết quả điều tra truy tố xét xử cho thấy các bị can giữ vai trò chủ mưu hoặc giúp sức tích cực là đại diện các công ty trong hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã trực tiếp hoặc gián tiếp khiến ngân hàng SCB âm vốn chủ sở hữu lên đến hơn 443.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế của SCB là 464.000 tỷ đồng thông qua việc nắm giữ cổ phần, chi phối, điều hành, hoạt động ngân hàng, sau đó thành lập các công ty ma để tạo lập hồ sơ vay vốn khống nhằm hợp thức hóa việc rút vốn ngân hàng. Quá trình tạo lập hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã đưa 1.166 mã tài sản để đảm bảo cho 1.284 khoản vay với tổng giá trị đảm bảo đã bị nâng khống, ghi nhận theo giá trị sổ sách lên đến hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, hàng loạt khoản nợ xấu của SCB đã được bán cho VAMC. Khi vụ án được khởi tố, trong số tài sản đảm bảo này, công ty thẩm định giá Hoàng Quân chỉ có thể định giá được 626 mã tài sản với giá trị thực khoảng 253,5 nghìn tỷ đồng. Còn lại 440 tài sản, đơn vị thẩm định giá không thể thực hiện do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý. Đánh giá lại các tài sản đảm bảo cho vay để phục vụ quá trình điều tra, chính SCB cũng đã phải thừa nhận có hàng trăm tài sản đảm bảo cho các khoản vay không đủ cơ sở pháp lý. Quá trình điều tra truy tố xét xử giai đoạn 1 của vụ đại án, các cơ quan tố tụng đã làm rõ trách nhiệm gây thiệt hại với số tiền cụ thể của từng đối tượng, trong đó Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại lên đến 677.286 tỷ đồng cùng khoản lãi phát sinh từ số tiền thiệt hại trên, và đề nghị này đã được hội đồng xét xử chấp thuận. Để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm sau này, ngay trong quá trình điều tra ở giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thu giữ 590 tỷ đồng, gần 15 triệu đô la Mỹ, phong tỏa 42 tài khoản của các đối tượng mở tại ngân hàng với tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu đô la Mỹ. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho số bị hại rất lớn trên, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã nhiều lần ra thông báo tìm bị hại và ra các quyết định điều tra gửi đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an 58 tỉnh, thành phố trên cả nước để lấy lời khai của toàn bộ các bị hại và làm rõ yêu cầu của họ. Do số tiền thu giữ của các đối tượng trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử chỉ ở mức hơn 408 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với thiệt hại Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã gây ra, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phong tỏa ngay 79 tài khoản của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm với tổng số tiền hơn 92 tỷ đồng, tiến hành ngăn chặn giao dịch đối với 205 tài khoản thanh toán sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của các bị can và pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 261.000 đô la Mỹ. Đồng thời kê biên ngăn chặn giao dịch với nhiều tài sản là cổ phần, phần vốn góp liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị cáo, bị can tại một loạt các công ty cùng nhiều nhà đất liên quan đến Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Sáng ngày 6 tháng 11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm trong giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB và các đơn vị có liên quan tiếp tục đến phần xét hỏi của hội đồng xét xử đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo đời đầu của SCB.
Tất cả các bị cáo trong nhóm này đều xin giảm nhẹ hình phạt, trình bày về hoàn cảnh ký duyệt các hồ sơ vay là để cứu SCB, giảm thiểu nợ xấu, cơ cấu lại các khoản vay và trình bày thêm các tình tiết giảm nhẹ mới. Cụ thể, bị cáo Trần Thuận Hòa, thành viên hội đồng quản trị, cấp sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù, đã đồng ý cho 71 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay tại ngân hàng SCB, gây thiệt hại 2.371 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo này khai trong khoảng thời gian làm việc tại ngân hàng SCB thì công việc của mình chủ yếu tập trung ở năm đầu khi ngân hàng mới hợp nhất. Công việc trọng tâm là xử lý nợ xấu. Sau khi hợp nhất, hồ sơ các khoản vay cũng chỉ với mục đích là giúp SCB giảm tỷ lệ nợ xấu. Tương tự, bị cáo Lê Khánh Hiền tháng 5 năm 2013 được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Ngân hàng, cấp sơ thẩm tuyên 5 năm tù, trình bày có khoảng 11 tháng làm việc và giữ chức Tổng Giám đốc của ngân hàng. Sau khi ba ngân hàng hợp nhất thì trong 11 tháng này, ngân hàng SCB đang rất khủng hoảng, bị cáo đã nỗ lực cố gắng hết sức và mang lại một số kết quả tích cực cho ngân hàng như ổn định tình hình thanh khoản của ngân hàng, ngăn chặn người dân rút tiền hàng loạt, hoàn thành hoàn trả hơn 22.000 tỷ đồng cho nhà nước. Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Lê Khánh Hiền đã ký phê duyệt 72 tờ trình tái thẩm định, 2 biên bản họp hội đồng quản trị, 72 biên bản họp hội đồng tín dụng, hội sở, đồng ý cho 72 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 72 khoản tại ngân hàng SCB gây thiệt hại 3.877 tỷ đồng. Còn đối với cựu phó tổng giám đốc ngân hàng Phạm Văn Phi, bị cấp sơ thẩm tuyên 8 năm tù, bị cáo này trình bày cấp sơ thẩm chưa xem xét tình tiết bị cáo nhận được bằng khen của thống đốc ngân hàng nhà nước và thêm tình tiết giảm nhẹ mới là đã vận động gia đình khắc phục thêm 200 triệu đồng, sơ thẩm nộp 120 triệu đồng. Cựu phó tổng giám đốc SCB Diệp Bảo Châu, cấp sơ thẩm tuyên 10 năm tù, mong tòa cấp phúc thẩm xem xét lại áp dụng tình tiết giảm nhẹ tích cực phối hợp với cơ quan điều tra. Tòa cấp sơ thẩm chưa xem xét áp dụng. Tiếp đến là xem xét thêm tình tiết bản thân là thu nhập chính trong gia đình không còn thu nhập nào khác, nhưng vẫn vận động gia đình khắc phục hậu quả. Trước đó, vào chiều muộn ngày 5 tháng 11, trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, bị hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cho rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên 9 năm tù đối với ông là quá nghiêm khắc và vì ông kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ông Cơ nói ông là người nước ngoài có sự hiểu biết pháp luật hạn chế trong vụ án này. Ông Cơ ký duyệt các hồ sơ đã thận trọng tham vấn chuyên gia. Trình bày thêm các tình tiết xin giảm nhẹ của ông Cơ, luật sư bảo chữa nói rằng ông Cơ có vai trò thứ yếu trong vụ án. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Cơ đã nộp 2,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, luật sư cũng nói ông Cơ có nộp một số huân chương bằng khen là các tình tiết mà hội đồng xét xử có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Cơ. Theo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM ngày 11 tháng 4, ông Chu Lập Cơ có 99,26% cổ phần tại công ty cổ phần Times Square Việt Nam, nên là người có tiếng nói quyết định. Ông Chu Lập Cơ đã hai lần ký biên bản hội đồng quản trị, đồng ý thế chấp tài sản của công ty Times Square để bảo lãnh cho 73 khoản vay. Sau đó, ngân hàng SCB đã giải ngân, bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng không đúng mục đích dẫn đến thiệt hại 9.116 tỷ đồng cho ngân hàng SCB. Trong đơn kháng cáo, Trương Mỹ Lan đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh tham mô tài sản và mức án tử hình đối với mình, đồng thời xin miễn hơn 673 tỷ đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lan mức án tử hình về tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng nề và nghiêm khắc, bà Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án. Tiếp đó, đến ngày 22 tháng 10, bà Lan có đơn kháng cáo bổ sung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh, tham mô tài sản và mức án tử hình áp dụng đối với bà. Theo bà Lan,
bà chỉ có nhận thức chủ quan và hành vi khách quan duy nhất xuyên suốt từ năm 2012 đến năm 2022, nhưng do chính sách pháp luật thay đổi nên bà bị xét xử thành hai tội: tham mô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chứ không phải do bà có nhiều hành vi khác nhau. Lan trình bày về quá trình hình thành nên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo đó, từ năm 1975, mẹ bà là tiểu thương ở chợ Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên kinh doanh tạp phẩm, thời trang, hàng tiêu dùng. Đến tháng 6 năm 1992, tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đời. Ngoài ra, bà Lan còn trình bày bản thân và gia đình tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như xây tòa nhà bệnh viện An Bình, quận 5. Rồi khi dịch Covid-19, vợ chồng bà đã tài trợ thực phẩm và 25 triệu liều vaccine cho người dân xây dựng bệnh viện giã chiến. Nói về ngân hàng SCB, bà Lan trình bày tháng 1 năm 2022, khi bà cùng người thân bạn bè tham gia vào hợp nhất SCB, thì SCB có tổng tài sản là 145.000 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ phải trả lên tới 133.000 tỷ đồng. Theo bà Lan, tuy ngân hàng hết sức khó khăn, nhưng bà và cổ đông đã cho mượn tiền tài sản và tập thể ngân hàng SCB đã nỗ lực chèo lái ngân hàng này suốt 11 năm ổn định, không mất thanh khoản, không vay tái cấp vốn và không sử dụng kinh phí của nhà nước. Trong đơn, bà Lan viết, dù trong hoàn cảnh nào, suốt quá trình điều tra cho tới phiên tòa sơ thẩm, bà luôn tự nguyện mang hết tài sản của mình và phối hợp tích cực cùng SCB để khắc phục hậu quả, xử lý các dự án dở dang để thu hồi đúng giá trị cho SCB. Trong hành trình cuộc đời đầy bão giông, thật sự tôi không cam lòng, hàng đêm tôi luôn day dứt và tự hỏi vì sao tôi và gia đình lại lâm vào cảnh thế này, bà Lan viết. Vì vậy, bà mong hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng xem xét thấu đáo và xét xử phù hợp với gia đình bà và một số cá nhân khác để nhận được sự khách quan, công bằng, nhân đạo của pháp luật, cũng như sự vị tha khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, bị cáo Lan cũng có đơn xin miễn hơn 673 tỷ đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Cùng với bà Lan, chồng bà là ông Chu Lập Cơ và cháu gái Trương Huệ Vân cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 45 bị cáo còn lại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Tuy nhiên, gần tới phiên phúc thẩm, một số bị cáo đã rút kháng cáo, trong đó có ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Ông Hưng bị cáo buộc đã nhận 390.000 đô la Mỹ từ bị cáo Đinh Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị SCB, và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu giám đốc SCB, để bao che cho sai phạm của ngân hàng này. Với sai phạm này, ông Hưng bị Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản án giai đoạn 2 trong vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan bị kết án tù chung thân và buộc bồi thường toàn bộ hơn 30.000 tỷ đồng cho các trái chủ cùng những người liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu. Hội đồng xét xử cũng đã ghi nhận thông tin chi tiết về các tài sản kê biên phong tỏa và ngăn chặn giao dịch. Thống kê cho thấy, các bị cáo cùng các pháp nhân đã tự nguyện nộp và nộp theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án với tổng số tiền lên tới 474 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cho rằng, mặc dù các bị cáo khác không có nghĩa vụ bồi thường dân sự, nhưng xuất phát từ việc nhận thức về hậu quả vụ án, họ đã tự nguyện nộp một số tiền nhất định. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường dân sự của Trương Mỹ Lan. Đáng chú ý, trong số các cá nhân và pháp nhân nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án, tổng hơn 474 tỷ đồng, nổi bật nhất là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Tiểu thủ Công nghiệp Sài Gòn. Đây là doanh nghiệp nộp tiền khắc phục theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan với số tiền lớn nhất lên đến hơn 102 tỷ đồng. Ngoài số tiền nộp khắc phục hậu quả, cơ quan cảnh sát điều tra còn phong tỏa và ngăn chặn giao dịch hai tài khoản của doanh nghiệp này với tổng số dư hơn 22,2 tỷ đồng. Cả hai tài khoản này vẫn tiếp tục duy trì trạng thái ngăn chặn giao dịch để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi thường trong vụ án. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Tiểu thủ Công nghiệp Sài Gòn được thành lập vào tháng 3 năm 2002 do ông Lê Văn Cảnh làm tổng giám đốc. Chủ tịch hội đồng quản trị là một cái tên rất quen thuộc, ông Đỗ Minh Phú. Ông Đỗ Minh Phú còn được biết đến với vai trò gắn liền với hệ sinh thái Doji.
Giữ chức vụ chủ tịch trong gần 2 thập kỷ, tháng 6 năm 2017, ông Nguyễn Hữu Hiệu thay ông Đỗ Minh Phú tiếp nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Từ tháng 3 năm 2020, ông Hiệu kiêm luôn vị trí tổng giám đốc. Mới đây, vào tháng 5 năm 2024, ông Phạm Nguyễn Bảo Trung, sinh năm 1984, đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Ngoài công ty cổ phần hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn, ông Nguyễn Hữu Hiệu còn là người đại diện của rất nhiều doanh nghiệp khác như công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tín Nghĩa, Nam Bãi Trường, công ty cổ phần phát triển dự án Long An, công ty cổ phần bất động sản Alpha Living, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Sài Gòn Skyline, công ty cổ phần xây dựng Phú Tường, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại Trung Long. Dự án Đà Lạt Plaza được chấp thuận đầu tư từ năm 2008 và chủ đầu tư đã hai lần được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng, nhưng đến nay dự án vẫn bất động. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra thông báo thu hồi đất. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo về việc thu hồi đất đã giao cho công ty cổ phần du lịch Delta, công ty Delta do vi phạm luật đất đai. Khu đất bị thu hồi có diện tích 3.377,5 m², địa chỉ số 33 Phan Như Thạch, thành phố Đà Lạt. Tháng 6 năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có quyết định giao khu đất này cho công ty Delta để thực hiện dự án khu liên hợp khách sạn và trung tâm thương mại số 33 Phan Như Thạch, phường 1, thành phố Đà Lạt, tên thương mại là Đà Lạt Plaza. Trong thông báo thu hồi đất, Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết công ty Delta vi phạm điều 64 Luật Đất đai 2013 và đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất lần lượt vào tháng 4 năm 2019 và tháng 3 năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng. Dự kiến sau 60 ngày kể từ khi ra thông báo này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng sẽ ra quyết định thu hồi đất. Dự án Đà Lạt Plaza được cấp chứng nhận đầu tư năm 2008, mục tiêu xây dựng khu liên hợp, khách sạn và trung tâm thương mại, tổng vốn đầu tư 267 tỷ đồng. Trước đó, năm 2007, công ty Delta được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khu đất 3.377,5 m². Như Vietnamnet đã thông tin vào tháng 6 năm 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng SCB cho biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3.377,5 m² nói trên hiện là tài sản đảm bảo cho khoản vay 734 tỷ đồng của công ty cổ phần Orchid tại Ngân hàng SCB. Ngân hàng SCB lo ngại nếu dự án Đà Lạt Plaza bị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ. Bên cạnh đó, ngân hàng này còn cho hay quyền sử dụng 3.377,5 m² đất dự án Đà Lạt Plaza còn thuộc danh sách ngăn chặn hạn chế giao dịch, chuyển nhượng theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an do liên quan đến các vụ án hình sự của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.